Ngọc ở số Hải Phòng xin chào toàn thể các khách hàng gần xa. Thì bên em nay lại về được một số các mặt hàng sản phẩm. Thì bên em lên video ngắn lướt qua cho các bác. Anh em nào có nhu cầu thì alo cho em qua hai số điện thoại chính Ngọc 0934230664 hoặc alo cho em tên Hiển các bạn nhé. Điện thoại 0979665264. Các em cần các cái đồ gia dụng thì anh em điện cho số bà xã mình Ngọc ấy. Còn nếu anh em cần hỗ trợ kỹ thuật thì alo cho số của mình thì mình sẽ hỗ trợ, nó sẽ chuẩn chỉnh hơn cho anh em nhé. Còn chị em còn nữ thì sẽ chuyên lựa chọn các sản phẩm mà chụp ảnh cho anh em. Thì đợt này thường thường thì bên em một tháng thì về tập 2 lô các bạn nhé. Các dòng sản phẩm hàng lồi gia dụng, hàng inox các bạn nhé, lồi liêu xoong chảo áp suất rồi là bình thủy rồi là các linh tinh các kiểu đấy. Thì một tháng bên em chỉ về được 2 lần thôi, bởi vì là cái công đoạn lựa chọn và tìm những hàng đẹp sau đó đóng gói chuyển về thì nó rất là lâu anh em nhé. Gửi một lần đi trung bình nó mất 5-7 ngày thì vẫn thời gian vận chuyển rồi, chưa tính thời gian là tuyển đồ và lựa đồ cho anh em. Thì đây là những cái sản phẩm mình cũng vừa mới bóc ra và chưa bóc thì quay lướt qua cho anh em để anh em hình dung ra các cái sản phẩm và các cái chất lượng anh em nhé. Thì cái hàng này thì bên mình gần như là lựa gần như từng con một đẹp sau đó mới ship về anh em nhé. Đấy, nước từ trong và nước ra đây, từ trong đây mình để nó bóc ra rất là nhiều. Đấy, đang đánh mã số để chuẩn bị lên cho anh em những lồi cao cao đây, cái lồi những lồi hấp này đây, một loạt lít hấp đường kính cao và chiều loại sâu lòng và loại rộng đây các bạn nhé. Đấy, đây là một lít hấp này, rất nhiều là dòng hấp ship riêng một loại. Tiếp theo đây những dòng lồi to các bạn nhé. Thường thường nếu những dòng lồi to thì có thì nó là lại dòng lồi mỏng đấy, đặc thù người Nhật người ta sản xuất, người ta tiết kiệm chi phí thôi. Các bạn muốn mua lồi dày thì bác mua cái dòng quánh nhỏ nhỏ ấy, thì nó sẽ có dày. Đây là áp suất này, các bạn nhìn thấy áp suất chưa vệ sinh, hàng tuyển nó là đẹp này. Đấy, rửa nước qua đây này, nước qua cho anh em đây nhá, anh nhìn hình thức thôi đấy. Vì có những bên mình lựa chọn xong đóng và gửi về thì chưa kịp bóc ra cho anh em. Đây. Anh em nhá, đấy cái răng này thì anh em mình có thể yên tâm, bên mình bán là sẽ bao xì các kiểu. Đấy, qua cái chất inox cho anh em là hàng bãi bao nhiêu năm rồi. Đây những con hàng này nhá, đời lời lâu lắm rồi này, 2-3 năm vẫn cứ đẹp, lốc sáng choang các bạn nhá. Đây những vết bẩn phải vệ sinh đi. Đây những dòng lồi, đây những lồi to này. Đây, anh em nhìn chất lốc này. Đấy, đây một loạt inox mình đợt này về tầm hơn 5 tạ thập cẩm các loại. Đấy, vừa inox lồi và inox áp suất rồi siêu ấm các kiểu. Đây ấm này thì mới soạn đây thôi, chưa sợ đang đánh mã chuyện lên giá cho anh em. Đấy thì áp suất thì nó có dung dao động từ tầm 2,5 lít đến 6 lít các bạn nhé. Đấy, và luôn báo giá luôn cho anh em, nó dao động từ 500-600 nghìn đến tầm mắc nhất là tầm 2 triệu dòng Tifan, dòng VIP các bạn nhé. Còn dòng bình dân thì tầm lồi nhôm có 500-600 nghìn thôi anh em nhé. Đây dòng siêu chiếc đây. Đây cho bạn xem cái dòng bóc rồi đây, cho anh em dễ hình dung này. Các bạn nhìn đây. Đấy. Trên linh bình thì cho anh em là lựa con một. Đấy, sáng choang, các bạn nhìn mình xoay gương trong đây chưa? Đấy. Đây là những lồi nguyên bản chất bãi đây các bạn nhé. Đấy. Lựa từng con một đẹp và đóng về cung cấp cho anh em. Đấy thì có thể bên mình có thể giá có thể cao hơn một chút so với bên các, hoặc có thể rẻ hơn vì nó tùy thời điểm anh em nhé. Nên là các bạn cảm thấy nó hợp lý với cái số tiền mình bỏ ra và lựa em nào thì anh em cứ alo cho bên mình thì mình sẽ chụp ảnh cho mình cái tiêu chí là các bạn cần kích thước đường kính dung tích bao nhiêu, lắp vung lắp kính hay là tiêu chí nào một tay hai tay thì báo mình vì nó rất là nhiều. Nên nếu mà nó chung chung thì bên mình không thể chụp ảnh hết được, các bạn có báo mình nhé, soạn ra. Có nhiều anh em thích là mà soạn cho mình một combo 5-6 bộ thì mình soạn ra rất là nhanh các bạn nhé. Vì thực ra nó con nào cũng giống con nào thôi, chứ nếu mà nhìn bạn đánh dấu ở trong ảnh nhiều khi là chọn cho bạn xong thì bạn chưa quyết định thì mình đã bán rồi, nên là nhiều khi là không phục vụ được. Thì anh em cứ theo quan điểm là rất đơn giản thôi, anh cần tiêu chí nào cứ liệt kê ra rồi mình sẽ lựa và chụp ảnh cho anh em. Đây những lồi to anh em để luộc hấp này các bạn nhìn. Đấy, có một số cái dòng nồi trung dính đó. Đây các bạn này, đấy trung dính này, vừa lồi lấu vừa trung dính luôn. Đấy, nước qua thôi chứ giờ không quay kết cho anh em được các bạn nhỉ. Đây qua xem các bạn xem cái chân lốc
cái dòng lốc Nhật ý, thì nó nhìn nó cứ sáng sáng kiểu này. Đấy, nó không sáng sáng trắng như cái dòng lốc bây giờ anh em nhé. Đấy, nó cứ kiểu màu nó nói chung là bây giờ không biết tàm sao cho anh em được. Vì các bạn cứ mang cái so sánh cái lồi bạn mua hàng siêu thị ở Việt Nam, bạn dùng ra nó đen gì đó. Nó đen, nếu bạn để mà nhà nào mà luộc rau muống ấy, bắt chanh vào ấy, mà nó xám xịt lại giống như cái màu ấy, khoảng cái mua ăn cơm ấy. Thì bạn nhìn chất lốc của Nhật thì nó khác này, các bạn nhìn. Bẩn thôi, các bạn đánh vệ sinh nó lại sáng này luôn. Không bao giờ bị hiện tượng mà oxy hóa, tức là nó sẽ không phản ứng hóa học với các cái vật, các đồ ăn thức uống ở trong khi các bạn sử dụng các bạn nhé. Đấy, nên nó rất là bền và an toàn đối với sức khỏe của mọi người. Các bạn không tin thì bên mình trước cũng dùng một số cái dòng hàng siêu thị, dùng một thời gian nó cứ xỉn màu, xám màu đi. Đặc biệt là cái muôi để múc canh ấy, hai nhà nào hay nhúng ăn qua dầu muống ấy. Cái dầu muống là nó xám xịt luôn các bạn nhé, bên trong nó có trước acid gì đó làm rất là đổi màu. Ok, còn bình thủy thì về này về tầm hơn 50 con, đây đang bóc ra nữa thôi. Đây các bạn nhìn, bình thủy là một cái bán rất là kỹ tính cho các bác vì liên quan lớp chống dính, nên là sau khi cả 100 con thì bên mình chỉ lựa được 20-30 con là đúng theo tiêu chí thôi. Tức là tiêu chí mình là đẹp đến tầm 70-80% trở lên anh em nhé. Nói bình thủy thì bình thủy nó có hai kiểu, một là dòng vỏ nhựa này, hai là dòng vỏ kiểu đây, kiểu lốc thép này, sơn điện này. Thì cái này nhé, về thì những con như này gần như con nào cũng bị móp phải lắn lại các bạn nhé. Lắn lại thì nó chắc chắn nó không để đẹp bằng cái nguyên bản được, hơi móp mép cứng nhẹ thì anh em phải thông cảm các bạn nhé. Chỉ đòi nó không mép thì không có đâu, đây con nào cũng móp cả vì vận chuyển va chạm mà. Cái quan trọng em đến mình cái phần chất lượng bên trong. Đây, vì bên mình riêng cái dòng bình thủy là cái dòng rất là khó lựa, với hai là chảo. Đây, thì mình sẽ lựa những con đẹp, nói chung là đẹp 70-80% trở lên. Đấy, thì hàng đẹp 70-80 với hàng 90-95% thì nó chênh nhau tầm 200-300 nghìn. Đây, ví dụ là đờ mô cho một con đây hàng đẹp xuất sắc các bạn nhé, răng cao su này và ruột này. Đây, tất cả mình đều phải bọc cái này lại cho đỡ mình này. Khi vận chuyển những cái này nó bị hang gì hay dính vào đây. Đây một con xuất sắc này các bạn nhé. Đấy, xuất sắc đây. Ví một con Tiger Nit này, xuất sắc cái này thì tầm 800 nghìn thôi các bạn nhé. Và bên em bán là có bảo hành. Lưu ý anh em mình có bảo hành thì giá sẽ có thể cao hơn khoảng 200-300 tùy theo. Hoặc có thể bảo cái đấy thì mình không nắm chắc được tùy thời điểm. Anh em đây một con xuất sắc video này. Đấy, mà bất kỳ con nào cho anh em thì đều đẹp từ tầm 80% trở lên các bạn nhé. Đây, các bạn thấy sự đồng đều. Nói chung mua cái hàng bãi thì nói chung là các bạn cảm thấy nó hợp lý mà nó ok thì anh em cứ cái lối Zalo bên mình. Còn bây giờ giá cả thì mỗi một shop thì nó có cái đầu vào và kênh khác nhau, nhiều khi là so sánh nó cũng khó với hai chiếc bảo hành nhá. Đấy, nói chung là mỗi bên bán có một hình thức bán khác nhau. Các bạn cảm giác hợp lý và tin tưởng bên em thì các ủng hộ bên em nhé. Đấy, còn anh em nào mà thấy vẫn cao giá hoặc là chưa ok anh em cứ theo dõi, khi nào các bạn tin tưởng ủng hộ bên mình là mình rất là cảm ơn. Đây, mình con này đẹp là 80% này bạn nhá. Đấy, lướt qua đấy cho anh em thôi. Nói chung hai số điện thoại, một là số của bà xã mà tên là Ngọc, chuyên các đồ gia dụng, anh em thích chụp ảnh alo cho bà xã 0934 230 664, hoặc là số của mình Hiển chuyên hỗ trợ kỹ thuật cho anh em 0979 665 264. Ok, chào cả nhà những video sau.